Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Triệu Vân theo yêu cầu của anh em nha. Vị tướng Triệu Vân đó là một vị tướng đấu sĩ. Mình thường thường sẽ cầm vị tướng này đi rừng nha các bạn. Triệu Vân nó có khả năng bổ khá là ghê gớm nha anh em. Chiêu cuối của nó thì gọi là bổ phát nào phê phát đó luôn, đánh sướng cực kỳ anh em ạ. Nhưng với điều kiện đó chính là mình phải áp sát được vào đối phương cơ. Chứ không áp sát được mà lao vào tới nó đánh cho tụt quần thì lúc đó còn cái nịt luôn các bạn ạ. Bây giờ thì mình thấy Triệu Vân nó không được mạnh như ngày xưa nữa. Trước đây thì mình thấy Triệu Vân khá là đáng sợ nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rồi. Nói chung mà vẫn mạnh nhưng mà không bằng trước đây anh em ạ. Trước đây mình cầm Triệu Vân mình quẩy ghê lắm. Nhưng mà bây giờ mình cầm Triệu Vân thì không biết thế nào nữa, nhưng mà mình thấy chiêu thức của nó, cái chiêu một của nó cứ sao sao á, kiểu không ngon bằng ấy các anh em ạ. Thấy tướng Triệu Vân bây giờ là khi mà mình sử dụng chiêu được giải ôi ôi thằng kia mày làm cái trò gì vậy, thằng biến đá này mày chết rồi, mày vô đây mà cứ hả, khốn nạn thiệt chứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả, cái gì vậy trời. Cứ bùa anh em ơi, thậu săn bùa nhà nó ăn, nó bùa nhà mình, nó qua nó đòi xơi. Vơ ba vơ vẩn, không thể tin được luôn mấy anh khứa đó ấy, các bạn ạ. Ok, con dê lên được cấp 4 rồi, chơi nó đi anh em ơi. Đâu rồi? Bữa mới lướt xem trên cái kia cái. Ủa? Ôi xin lỗi anh em, đậu săn nãy mình đang gọi là... đang ấy cái nó lại có cái tin nhắn, cái mình xem tin nhắn cái. Sorry bạn. Không sao, tí nữa mình sẽ bù cho. Đang tính chơi tụi nó một cái quay ra đọc tin nhắn cái toang luôn. Đậu săn hơi đen anh em ạ. Không sao hết, để mình ăn con này cho. Ok, không chát tọc đúng không? Ok luôn. Có chừng trị luôn, lấm lúa luôn, có bùa luôn. Ôi giời ơi, mày hồi nãy thoát chết. Bây giờ thoát làm sao được hả? Hồi nãy bạn may mắn thôi. Đáng lẽ cái thanh niên gọi là Terry nó bật chiêu cuối này, đừng có đánh nó, chờ nó hết chiêu cuối rồi mình hãy phang nó. Chứ nếu như mà mình nó đang bật chiêu cuối mà mình đánh nó chết ấy, nó sẽ được hồi sinh. Đồng đội mình hình như nó không biết thì sao. Chán ghê đồng đội tôi luôn ấy. Đừng có đánh nó chứ. Nó ăn bùa xanh của mình rồi các bạn ạ. Thằng này Nakaroth này đấu săn nó chứ. Thằng khốn nạn nó ăn bùa xanh của mình rồi. Thế thôi mình lại chơi qua, mình cướp bùa xanh của nó. Có khi nào đứng đây là đợi chờ tu lên không ta? Thôi chắc không có đâu, ăn quái này coi. Ủa ơi. Ăn quái hơi lâu nhỉ. Triệu Vân ăn quái nó hơi chậm anh em ạ. Gì đấy bạn? Timmy sao đấy? Hả? Bạn sao đấy? Bạn có ý đồ gì đấy? Ôi tu lên nó còn xíu máu rồi anh em ạ. Có chiêu cuối rồi xong nó rồi. Mày hả bưởi hư nè. Lấm lúa. Ui ôi đau quá. Ui ôi choáng kinh quá. Chạy đi tôi ơi. Chiếu tôi ơi. Trời đất ơi. Thanh niên Timmy nó bật chiêu cuối hồi sinh cho mình rồi mà. Sao mình vẫn chết thế này. Vô lý. Quá là vô lý luôn anh em ạ. Rồi. Bắn nó. 3 đánh 2. Sơ nó đi mấy anh ơi. Nó cứ bùa của em ghê quá. Thanh niên Nakaroth biến thái này. Thấy trong cái video hôm qua là mình tính làm clip về vị tướng Triệu Vân rồi đấy. Nhưng mà vì lý do đồng đội mình nó ra bên tem bên bạn nó giành mất Triệu Vân, nên là mình không làm được. Hôm nay mình phải làm bù đấy các bạn. Làm bù video hôm qua. Tại có bạn ấy kêu bạn ấy đi mổ, thế là bạn yêu cầu clip về Triệu Vân. Ok, mình sẽ chuyển luôn cho bạn ấy và anh em cùng xem video nha. Không biết bạn ấy mổ sao rồi nữa, không biết có gọi là thành công tốt đẹp không nữa. Không thấy bạn ấy comment. Chắc là cũng ok đấy anh em ạ. Rồi xong. Con hàng này đi đâu? Mày. Vô. Chạy đi đâu? Trời ơi đừng có đánh nó. Trời ơi đừng có đánh nó chứ. Trời ơi cái ông AD này. Cứ thấy là bắn thôi ông cố ạ. À. Nó mất chiêu cuối rồi nè. Đánh nó đi. Quánh nó đi, mất chiêu cuối rồi, quánh nó đi, đỉnh mạnh. Trời ơi, lại còn choáng mình nữa chứ. Cày thế nhờ. Tí nữa là nó chết rồi đấy, nếu mà John đấy không bắn nó, mình đánh nó gần chết, xong rồi mình không đánh nó chết các bạn. Mình đợi nó hết chiêu cuối, cái là mình xử nó luôn. Ghê ta, đám bạn ghê quá ta. Đánh cả mình luôn, kinh thật đấy chứ. 10 điểm. Ok. Hay. Yo, get go. Vô quất nè, beng 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 lấm.
xúc nó anh em ạ. Ok luôn, chừng chị chết con bùa xanh luôn. Lên cho nó cái phức hợp kiếm. Này thì bướng nè. Tụi mày bạn nãy giờ đấy bạn à. Ây giời ơi, mình biết thế méo nào nó cũng chạy đường này mà. Chạy đường này thì sao mà đỡ được một bổ của mình. Bổ phát chết luôn ở đây chứ đâu. Ngon ngon ngon, 3 kill rồi nha các bạn. Này tu len này. Nhưng mà thôi ăn dầm cái đã. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, giúp mình đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ lên cho nó cái phức hợp kiếm để bổ cho nó nhanh cái. Chứ nó đánh chậm quá các bạn ơi. Mặc dù nó có chiêu 2 tăng tốc độ đánh ấy, nhưng mà mình thấy nó vẫn cứ chậm chậm kiểu gì ấy. Lên thêm cái phức hợp kiếm cho sát thương của nó khủng bố cái quay ấy. Vô đã, lớp đã. Ok con dê. Hai tem lao vào hỗn chiến rồi, tem bạn đánh về tem ta và tem ta đánh luôn tem địch đánh luôn tem mình và tem mình sơi luôn tem nó. Quá trời luôn, trời ơi tem nát này. Chào bạn keo nhá. Bạn keo đang làm gì vậy? Có vui không? Ui giời, bắn giờ, ui giời, bắn giờ. Bắn này, một bổ là một mạng nghe chưa? Không có cái vụ bắn bắn đâu ấy nhờ. Ê ê ê ê ê ê ê, ê thằng kia. Tại sao đánh đồng đội ta? Thật khốn nạn, cho mày chết, chơi nó bắn đẩy luôn nó ra xong đẩy trời, để nó quất luôn giòn rồi. Thôi xong, thôi rồi lượm ơi. Tét cái mông thông cái má. Buồn quá nha. Đi về coi. Về hồi máu cái hết máu rồi. Chịu vân nó có siêu 2 hồi máu nhưng mà nó cũng không có được nhiều. Ủa lính loái quát ở đây đâu hết trơn rồi. Không sao, ăn bình máu này cũng được mớ máu rồi này. Quất thêm 3 con lính ở bên này nữa là ok luôn. 2 con thôi, Zuka nó sơ mất con kia rồi. Pèo. Trận này nếu mà đánh về cuối game thì team mình sẽ thua nha các bạn. Đấy là trong cái trường hợp mà đánh về cuối, nếu mà đánh nhanh thắng nhanh ấy thì khả năng team mình còn ăn được. Team bên bạn nó cứ ăn ca sa, còn team mình cứ ăn rồng. Thanh niên này có lúc team bạn nó chuyên gia nó ăn ca sa nha, còn mình thì mình ăn rồng. Ăn rồng cho nó mạnh mẽ, có tia sét đồ. Uê, đứng lại chơi vui bạn ơi. Không à, không thôi. Do cái mình nó bị làm sao ấy anh em ạ. Nó đứng im một chỗ nó kìa, hình như nó AFK rồi. Mình vừa thấy nó bắn chiêu cuối rồi mà nó vẫn đứng im. Rồi xong thằng A Thu rồi. Phải chết. Thằng khứa này. Mày hả bưởi bổ một bổ. Chém beng 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 beng. Úi da. Úi dồi ôi, chạy thôi. Cứu mình với. Cứu tôi với. Help me. Ôi trời ơi, chúng nó đánh tôi chết rồi. Thôi xong. Ajenka ngu người nè. Thế mà mãi không chạy lên đi. Còn ở nhà mà trốn ở đường giữa rồi cũng chết. Phê qua trời luôn. Do nãy FK rồi anh em ơi. Sao đây? Sao mà đỡ được bây giờ? Chết từ không cơ chứ. Úi dồi ôi. Ai già. Úi dồi ôi, bành sát Suka rồi. Bay vào đẹp như trong mơ luôn. Ây sao nó lại bắn được rồi nè. Còn này đứng đơ như cây cơ luôn. Cái thằng này hết chiêu cuối rồi mà không chịu về. Bướng này. Một anh em, thấy hai anh em. Hai mảng lấm lúa anh em ơi. Lên cho nó cái thương khung này coi. Thương khung kiếm. Mạng lát hả? Không có lý do ông ơi. Chơi game thua không đổi thừa nha. Chơi mà chơi game thua đổi thừa. Còn mạng lát các kiểu nữa chứ, vơ vẩn. À, con hàng này ngáo ngơ. Mày hả mày, đi đâu, ôi dồi ôi, chết tôi rồi. Xong phim luôn.
buồn thế nhở. Bầm. Ui giời ơi. Bây giờ lên cho nó cái gì giờ ta? Đồng đội mình nó chửi luôn, thanh niên ron luôn. Lên cho nó cái gì Hyuga đi. Tại vì tem bạn sát thương cũng mạnh và sát thương phép, sát thương vật lý cũng mạnh và sát thương phép cũng mạnh. Khó quá. Trận này rất là khó chơi nha các bạn. Ê, ê, bổ cho một phát cứu cho vị tướng Sepira về cái coi. Thôi xong tôi rồi. Mày. Chà. À. Khó đánh quá anh em ạ. Thật sự khó luôn, tem mình nó phế vãi cả nồi ra. Tem gì đâu có 5 người chơi, 4 người phế. Có một mình là không phế thôi. Thật là vãi cái trưởng anh em ạ. Mấy chơi game lúc nào cũng phải gánh cho mấy cái thằng đồng đội này, chán ghê luôn á. Thằng thì AFK, thằng thì phế vật, thằng thì fit mạng. Ai da, cái định mệnh nhà mày, cái định mệnh nhà mày, mày đánh tao đi. Rồi xong, Sebra chết rồi. Trời ơi, bổ tui. Nãy thì Zuka chết lẻ. Ui giời ơi, khó rồi. Khó cho tôi quá mấy anh ơi. Anh em xem clip của mình cho mình một like với nha mọi người. Hôm nay mình làm clip này về vị tướng Triệu Vân. Xem yêu cầu, anh em có yêu cầu có lướng gì comment dưới phần bình luận cho mình biết nha. Thật ra cái bạn này, bạn ấy bình luận yêu cầu ở trên kênh anh Hảo like cơ. Nhưng mà mình úp thẳng ở kênh anh Hảo. Mày mất chiêu cuối rồi mày chết. Ê! Con hàng. Yêu cầu kênh anh Hảo like cơ, nhưng mà mình úp ở trên kênh anh Hảo của mình luôn. Tại vì kênh Hảo Hai hôm qua mình không có úp video các bạn. Ái chà chà đau nhỏ. Ủa đúng thế. Ủa thôi. Hôm qua bận đi câu cá anh em. Tâm ra không có úp được. Hôm qua đi câu hên được cái giải nhì ngày. Nói chung là cũng ổn áp. Câu hết ngày mới được cái giải nhì. Chán, không được giải nhất ghê. Buồn, dã man. Ok. Mất hết đồ chơi rồi, không còn cái gì luôn rồi. Ở nhà hả? Ở nhà thì ở nhà có gì đâu. Peng. Ý. Tem mình bây giờ nó đánh không được các bạn ạ. Thủ thì cũng không xong. Rất khó chơi cho tem mình. Nghĩ làm sao ấy mà mình chọn Triệu Vân đi rừng rồi mà vẫn còn chọn vị tướng Zuka đi top. Tanker thì không có, đỡ đòn thì không. Đã vậy còn ông Severa nữa. Đã cầm Zuka đi support cho AD top rồi, sát thương vật lý rồi, thế mà ông vẫn còn chọn thêm pháp trợ thủ phép đi nữa. Chịu luôn, không biết không có người gọi là đỡ các bạn ạ, đỡ đòn các bạn ạ. Chọn tướng là mới thấy sai rồi. Ôi giời ơi, đau thế nhỉ. Nào vào kinh đấy. Chọn tướng là mình đã thấy gọi là có cái đó sai rồi. Chết luôn rồi. Đã vậy còn đánh gà nữa. Mấy sao mà đỡ được bây giờ đây. Tem bạn nó có A thu, con tanker nó trâu lắm. Ở Timmy nữa kìa. Rất nhiều là những thành viên gọi là tem bạn nó combat nó sẽ hay hơn tem mình. Đang tính chạy ra bộ nó phát nhưng mà ra ngoài nó bị mai phục ấy, thậm diện mai phục ấy. Giờ mình không biết làm gì bây giờ. Khó quá nhờ. Trận đấu này quá tệ hại. Tem mình nó quá phế đi. Gánh cho bốn ông này, bốn ông phế vật này cực lắm anh em ạ. Khó chơi vãi mất ra, nó ăn ca sa mất rồi, giờ không có ra mà tranh được ca sa của nó này, chết hết này. Trời ơi, mồ vãi cả mứt ra.
Chết tôi rồi. Xong hai thằng khứa rồi. Mang đó hai thanh niên Yuka mới giòn banh xác. Giờ không có làm được cái gì, tanh cơ không có, tôi biết tem nó ăn ca sa mà tem mình không dám ra. Mí, cày tèo. Không được đánh cơ các bạn ạ. Ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi, bắn kìa. Ui giời ơi, thôi. Zebra thấy có tác dụng gì không? Mèo có tác dụng gì không? Đỡ đòn không được, sát thương thì không có. Ui giời ơi. Azenka cũng phế nữa. John cũng phế, ông Yuka lại càng phế nữa. Trời, chán. Ơi ơi, tức quá đi mất thôi. Thua rồi anh em ơi. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn nhận lấy cái kết quả thất bại anh em ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Anh em có yêu cầu clip về vị tướng gì comment dưới phần bình luận cho mình biết với. Bye bye anh em.